Met Gala là một sự kiện thời trang quốc tế tầm cỡ, nơi hội tụ những gương mặt nổi tiếng toàn cầu trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, rất hiếm nghệ sĩ nào ở châu Á được mời tham dự, chỉ có những idol quốc tế như Lisa, Rose mới có cơ hội. Tuy vậy, ít ai biết, tại Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan, có một nhân vật tầm cỡ, người tạo nên thành công về thời trang cho hàng loạt ngôi sao đã vinh dự được mời bước lên thảm đỏ tại Met Gala nhiều năm liền. Đây cũng là người đầu tiên tại Thái Lan được mời tham dự Met Gala tính đến thời điểm hiện tại. Theo đó, nhân vật này không ai khác là stylist Nichapat Supap, đứng sau nhiều diện mạo nổi bật của ngôi sao Thái Lan như ma nữ Mai Davika, Bray và Chirawit. Cô cũng sở hữu công ty riêng về tư vấn phong cách, trang phục, chiến dịch sáng tạo mang tên The Venture Management. Theo WWD, Supap được biết đến như biên tập viên thời trang uy tín và nhà tư vấn thương hiệu cá nhân hàng đầu Thái Lan. Mùa xuân hè 2024, Nichapat Supap đạt được thành tựu lớn khi hợp tác cùng các ngôi sao trong làng giải trí xứ Chùa Vàng, tạo ra giá trị truyền thông hơn 20 triệu USD. Những ngôi sao Nichapat Supap được cộng tác, họ đều là những tên tuổi được ưa chuộng, có không ít thương hiệu thời trang như Dior, Burberry, Piaget, Rimowa chọn mặt gửi vàng được tham dự trong những sự kiện thời trang toàn cầu. Không chỉ là người đứng sau dàn ngôi sao, bản thân Nichapat Supap cũng rất nổi tiếng trong giới thời trang. Cô đã có hành trình dài học tập và tích lũy kinh nghiệm để đến được vị trí như hiện tại. Sau khi tốt nghiệp ở New York, Mỹ, Nichapat Supap từng làm việc cho các thương hiệu như Roberto Cavalli và Stella McCartney. Cô cũng có kinh nghiệm làm stylist. Ngoài ra, Nichapat Supap còn cộng tác với các tạp chí lớn như Vogue, Harper's Bazaar, phiên bản Thái Lan. Nhờ khoảng thời gian làm biên tập viên thời trang, Nichapat Supap nhận ra con đường cô muốn theo đuổi. Cô có cơ hội gặp gỡ nhiều nhà thiết kế, nhân vật có tầm ảnh hưởng trong thế giới thời trang. Năm 2018, Nichapat Supap trở thành khách mời đến từ Thái Lan đầu tiên tham dự Met Gala. Dù không phải ngôi sao nổi tiếng, cô có mặt tại sự kiện thời trang này trong chiếc váy dạ hội màu tím quyến rũ, được sáng tạo bởi Peter Dudas, cựu giám đốc sáng tạo của Passy. Đến năm 2019, Nichapat Supap tiếp tục xuất hiện trên thảm đỏ Met Gala. Lần này cô mặc thiết kế được may riêng từ thương hiệu Tomo Koizumi. Gần đây, nữ stylist cũng xuất hiện đầy thời thượng tại Met Gala 2023 với chủ đề tôn vinh cố nhà thiết kế tài ba Karl Lagerfeld. Cô có bức ảnh chụp chung cùng đại sứ thương hiệu Chanel Jennie, thành viên nhóm Blackpink. Thái Lan hiện đang là thị trường mới nổi quan trọng của các thương hiệu xa xỉ và còn được xem như một trung tâm văn hóa, kinh tế và du lịch nổi bật, không chỉ của Đông Nam Á mà còn của khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Thủ đô Bangkok của quốc gia này thường xuyên được xếp hạng là thành phố được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới theo chỉ số Mastercard và thị trường xa xỉ, xứ sở Chùa Vàng đang dẫn đầu mức độ tăng trưởng ở Đông Nam Á, theo một báo cáo công bố trong tháng này của công ty Bain & Company. Tình yêu dành cho thời trang của Supap đã đưa cô vượt xa khỏi lĩnh vực thiết kế và thương hiệu xa xỉ. Tháng 12 năm ngoái, nữ stylist tài năng tham dự bữa tiệc tại Nhà Trắng để ủng hộ nhóm phụ nữ sản xuất lụa Thái ở một ngôi làng nhỏ. Mới đây, cô nhận được thư nhập học của trường Harvard Kennedy thuộc Đại học Harvard, Mỹ, nơi ươm mầm cho nhiều tài năng lãnh đạo. Nichapat Supap chia sẻ, đây có thể là bước tiến đến ước mơ trở thành chính trị gia từ thuở bé của cô. Tuy nhiên, với lịch trình công việc bận rộn, nữ stylist vẫn chưa đưa ra quyết định có theo học tại đây hay không.